50 gia đình dân Campuchia phản ứng nhà máy phân bón Việt Nam đầy bốc mùi hôi thối. Theo đài RFA Việt ngữ, 50 gia đình cư dân Campuchia sinh sống ở khu vực chung quanh công ty phân bón quốc gia 5 sao Campuchia đã phản ứng gay gắt vì mùi hôi thối gây ô nhiễm môi sinh tỏa ra nồng nặc từ nhà máy. Nhà máy này thuộc tổ hợp quốc tế 5 sao của Việt Nam tọa lạc trên phần đất rộng 11 hectare tại xã Samrong Thom, huyện Kionsve, tỉnh Kandor, đã được đưa vào hoạt động cách đây 2 năm. Công ty này được coi là đơn vị sản xuất phân bón NPK và phân bón hữu cơ quy mô lớn nhất tại đất nước xứ Chùa Tháp do người Việt Nam làm chủ. Công suất của nhà máy khoảng 350.000 tấn trong năm hoạt động đầu tiên đã được nâng lên nửa triệu tấn trong năm kế tiếp. Đài RFA dẫn lời các cư dân nói trên cho biết, mùi hôi thối bốc ra từ nhà máy suốt ngày lẫn đêm, đặc biệt vào khoảng 3 giờ đến 4 giờ sáng. Một số cư dân nói rằng đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới can thiệp vì họ đã khiếu nại với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không được sự đáp ứng. Cũng theo đài RFA, ông Han Chiam, chủ tịch huyện Kionsve, nơi nhà máy tọa lạc, xác nhận có mùi hôi thối bốc ra từ nhà máy. Ông Han Chiam cũng nói cho hay rằng đã gặp đại diện người Việt Nam của nhà máy để yêu cầu thi hành các biện pháp làm giảm bớt mùi hôi tỏa ra khu vực dân cư chung quanh.